chưa? Hello mọi người nha, hôm nay mình mới mua hai cây hắc long nha mọi người, màu đen hết. Cái này là của mình ha, 50 kg. Còn này của anh trai mình ha, 30 kg. Thì mua một cặp này được tặng hai cọng dây nha mọi người, này là để nhảy mọi người. Giờ mình sẽ test thử ha, test ba chục ký trước này. Để kia thấy nó mềm này, cái này 30 kg, còn này 50 rồi. Này mà vừa sức mình đúng không mọi người. Thì này mình sẽ tập một thời gian là mình sẽ nâng lên 60-70 được mọi người. Ở nhà không có gì là mình không có đi tập thể dục gì được, thì mình ở nhà mình tập mấy này mà dễ thuận tiện, không cần phải đi ra ngoài, tập cho có sức khỏe thôi. 50 nữa. Đây mình mới mua các bạn ơi, mới tập lần đầu á. Rồi. Xong. Vậy là hàng cũng êm thôi mọi người. 200 mấy ngàn mọi người. Như đây 230 ngàn tiền ship luôn. Chào mọi người.